thêm 4 hàng. Còn thứ năm thì mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn, một mũi nửa kép và một mũi móc trượt. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế cho đến hết hàng. Ok, móc xong thì mình sẽ lấy các thợ lem màu, mình sẽ tạo hình cho con ong và các phần lấp lánh xung quanh. Và lem mình sử dụng đây là lem cotton. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một quả lem màu trắng, một quả lem màu vàng, một quả lem màu xanh lá cây, một quả lem màu đen, một cây kim, một cây móc và một cây kéo. Ở trên mình sẽ tạo một vật thật. Bên trong mình tạo nó với một ống xích. Mình sẽ bỏ qua chỗ đầu tiên nó vào chân thứ hai. Chúng ta là một mũi móc đơn. Mũi cuối cùng mình sẽ vào đây, ba móc bên cùng một chân. Sau đó mình chưa móc lên mỗi chân mỗi là một móc bên. Tiếp theo trên mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây hai móc đơn cùng một chân. Rồi mình tiếp tục móc lên tám móc đơn. Mỗi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi đơn, mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây hai mũi đơn một chân,
Rồi mình sẽ kết hàng. Mình sẽ móc vào đây là cân móc lên. Hello.